Biết sớm những điều này, cuộc sống của bạn nhất định sẽ dễ thở hơn, sự nghiệp ngày càng hanh thông, công thành danh toại. Kính thưa quý vị và các bạn, mở đầu video này là ba câu nói đúc kết trí tuệ cả trăm nghìn năm của người xưa, là bài học hay trông thấy trong thành công của nhiều tỷ phú. Trong đó có ông Lý Gia Thành, một trong những tỷ phú giàu có bậc nhất châu Á hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Tăng Quốc Phiên là danh thần dưới triều Mãn Thanh, vừa thông thạo binh pháp vừa am tường nho học, là một người văn võ song toàn. Do đó, cầm sách lên, ông là người đảm nhiệm chức vị nội các học sĩ trong triều đình. Bỏ sách xuống, ông lại có thể mặc giáp mang gươm ra trận, trở thành tướng lĩnh chỉ huy quân đội chủ lực trong rất nhiều cuộc chiến, làm nên vô số thành tựu để đời, là người Hán nhưng vẫn được tôn xưng như một trong ba vị đại thần cao nhất của triều đình Mãn Thanh. Cuộc đời Tăng Quốc Phiên đã đạt đến đỉnh cao trong ba điều bất hủ của cổ nhân là lập đức, lập công, lập ngôn. Chính vì vậy, trí huệ kiếp nhân sinh của ông luôn là điều khiến hậu thế coi trọng và trân quý. Rất nhiều tư tưởng, câu nói của ông được người đời đúc kết và lưu truyền, kể cả trong cuộc sống lẫn trong sự nghiệp. Ví dụ như quân tử thủ khuyết nhi bất đảm cầu toàn, tiểu nhân tác thời thời cầu toàn, toàn giả ký đắc, nhi lận giữ hung tùy chi hĩ. Theo Tăng Quốc Phiên Gia Thư, dịch nghĩa, điều người quân tử cần nắm vững là khiếm khuyết, chứ không dám truy cầu sự hoàn mỹ. Kẻ tiểu nhân thì luôn luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, nhưng khi sự hoàn mỹ được thực hiện thì nỗi nhục nhã và điều không may mắn đều sẽ thi nhau kéo tới. Do đó, hãy học cách đối diện với cuộc đời không hoàn mỹ. Đừng quá cầu toàn mà tự hà khắc với bản thân và những người xung quanh, khiến con đường càng đi càng hẹp. Hoặc là phúc họa do thiên chủ chi, thiện ác do nhân chủ chi. Do thiên chủ giả vô khả như hà, chỉ đắc thính chi. Do nhân chủ giả, tận đắc nhất phân toán nhất phân, sanh đắc nhất nhật toán nhất nhật. Theo Tăng Quốc Phiên Gia Thư, câu này có thể được diễn nghĩa như sau: họa phúc do trời định đoạt, thiện ác do người nắm giữ. Những điều ông trời định đoạt thì con người không thay đổi được, mà chỉ có thể thuận theo. Còn những điều con người nắm giữ thì chỉ có thể làm được phần nào hay phần nấy, chỉ có thể kiên trì ngày này qua ngày khác. Hành thiện hết sức mình thì sẽ có thể yên lòng. Đặc biệt nhất là trong kho tàng trí tuệ bao la đấy, người ta đặc biệt tìm ra ba câu nói nhận xét thâm thúy mà chứa đựng cả bài học quý giá, nếu áp dụng vào chính môi trường làm việc bây giờ của mỗi người như sau. Đầu tiên, với những người thích bàn luận thị phi, nói lời độc địa, thêu dệt ly gián, tranh nhau một lời tranh chua nhất thời, để rồi cả đời oán hận về sau. Trong cuộc sống, nhiều người có thói quen sử dụng những từ độc địa, ác mồm, có phần tranh chua để bình luận thị phi về chuyện của người khác. Đến khi nói xong, làm mất lòng người khác, họ lại ngụy biện tìm lý do rằng mình thẳng tính, nhanh mồm nhanh miệng và hy vọng người ta đừng để bụng về điều đó. Việc phán xét đúng sai, thêu dệt ly gián một cách tùy tiện như vậy, chỉ có thể đem tới sự sung sướng, tự mãn nhất thời, cho người ta cảm giác bản thân mình ưu việt trong thời khắc ngắn ngủi, nhưng sẽ để lại hậu quả tiêu cực lâu dài trong lòng người nghe. Thứ hai, với những người ích kỷ, không biết chia sẻ. Ích lợi cần cộng hưởng chứ không thể độc chiếm, càng chiếm càng bại. Nếu bạn muốn đoàn kết mọi người, bạn phải biết cách cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau chia tiền sao cho tương xứng với công sức mỗi người bỏ ra. Trong công việc, cấm kỵ nhất là hành động độc chiếm lợi ích trung thành của riêng, ích kỷ chiếm đoạt mà không chịu chia sẻ, đánh mất lòng người. Tỷ phú Lý Gia Thành chính là một minh chứng điển hình khi luôn tuân theo quy tắc này. Ông đã từng nhiều lần chia sẻ về triết lý kinh doanh quý giá của mình, dạy rất nhiều người trẻ cách đặt và trao đi niềm tin tưởng của bản thân, muốn giúp đỡ những người xung quanh chứ không bao giờ ích kỷ độc chiếm một mình. Câu nói nổi tiếng của ông chính là: một doanh nhân chỉ biết nhìn chăm chăm vào túi tiền của mình thu về được bao nhiêu thì mãi chỉ là doanh nhân nhỏ. Thứ ba, với những người thiếu ý thức trách nhiệm, chỉ biết trốn tránh oán giận, mọi khó khăn và sợ hãi sinh ra là để trau dồi phẩm chất anh hùng. Khi đối mặt với những thử thách nan giải,
ngay cả khi có hàng triệu nỗi bất bình, uất ức trong lòng, chúng ta cũng phải kìm nén cảm xúc cá nhân lại để tập trung, tỉnh táo tinh thần giải quyết khó khăn chung. Trốn tránh trách nhiệm hay oán giận phàn nàn đều không phải phương pháp xử lý vấn đề, mà chỉ khiến tâm trạng của tất cả mọi người bị ảnh hưởng tiêu cực hơn. Càng vào những thời điểm gian khổ nhất, chúng ta lại càng có cơ hội được rèn luyện ý chí và cải thiện năng lực để thành đạt hơn, giỏi giang hơn. Quý vị thân mến, tiếp theo sau đây là phần chia sẻ. 40 lời dạy thấm thía của người xưa vẫn có giá trị trường tồn để muôn đời sau học tập. Thưa quý vị và các bạn, đạo học tinh hoa luôn là những lời giáo huấn cho hậu thế soi mình sửa lỗi. Thiết nghĩ mỗi chúng ta ít nhiều đều nên sửa đức bồi tâm, khiêm cung học hỏi. 1. Dương hữu quỵ nhũ tri ân, nhà hữu phản bộ tri nghĩa, theo Tăng Quảng Hiền văn. Dê con có hành động cảm ơn, quỳ xuống tiếp nhận sữa mẹ, quả con có tình nghĩa, ngậm thức ăn cho mẹ ăn. Thân làm con cái càng phải chu toàn đạo hiếu. 2. Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi, vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, theo Tam Quốc Chí. Bất cứ việc gì cũng không được coi nhẹ, không vì cái ác nhỏ mà làm, cũng không nên vì điều thiện nhỏ mà bỏ qua. Vạn việc xưa nay đều là tích tiểu thành đại. 3. Kiến thiện như bất cập, kiến bất thiện như thám thang, theo Luận Ngữ. Nhìn thấy người khác tốt, sợ theo không kịp để học. Nhìn thấy việc tốt, sợ đến không kịp để làm. Nhìn thấy việc ác, người xấu như nhìn thấy nước sôi, cần phải tránh xa ngay. 4. Cung tự hậu nhi bạc trách ư nhân, tắc viễn oán hỷ, theo Luận Ngữ. Người tự biết nhận lấy trách nhiệm về mình mà ít trách người, thì sẽ tránh xa được điều oán hận. Đối nhân xử thế, điều quan trọng là cần biết khoan dung độ lượng. 5. Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác, tiểu nhân phản thị, theo Luận Ngữ. Người quân tử có đạo đức cao thượng, thấy việc bất bình ra tay tương trợ, luôn muốn đem lại cái tốt cho người, giúp người làm việc tốt, không thúc đẩy người làm việc xấu. Còn kẻ tiểu nhân thì trái ngược lại. 6. Kiến hiền tư tề yên, kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh giã, theo Luận Ngữ. Thấy bậc hiền tài, suy nghĩ cách để mình cũng như họ. Thấy người xấu kém thì tự hướng nội kiểm điểm mình, tại sao mình lại thấy cảnh này, phải chăng mình cũng có điều tương đồng. 7. Kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân, theo Luận Ngữ. Điều mình không muốn như đau khổ, tai ương, hoạn nạn thì đừng làm cho người khác. 8. Đương nhân bất nhượng ư sư, Luận Ngữ. Nhìn thấy việc tốt thì phải làm ngay, không cần do dự. Dù cho bên cạnh là thầy mình đi chăng nữa cũng nên giành lấy mà làm. 9. Quân tử dục nột ư ngôn nhi mẫn ư hành, theo Luận Ngữ. Người quân tử nói năng thận trọng, từ từ nhưng hành động lại cần nhanh chóng. 10. Nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, đồng tâm chi ngôn, kỳ khiếu như lan, theo Chu Dịch. Hai người đồng lòng, như dao sắc có thể chặt đứt kim loại. Lời nói đồng lòng như hoa lan ngát hương nơi núi sâu. 11. Quân tử tàng khí ư thân, đãi thời nhi động, theo Chu Dịch. Người quân tử dẫu có tài năng siêu quần, kỹ nghệ xuất chúng cũng không bao giờ đem khoe khoang thể hiện trước mặt người khác, mà chỉ mang ra dùng khi cần thiết. 12. Mãn chiêu tổn, khiêm thọ ích, theo Thượng Thư. Tự mãn với thành tích của mình sẽ dẫn đến tổn thất, hại thân. Khiêm cung tự thấy thân mình có chỗ chưa đủ mới có thể thu được lợi ích. 13. Nhân bất chi nhi bất uẩn, bất diệt quân tử hồ, theo Luận Ngữ. Nếu bản thân đạt được một thành tựu nào đó nhưng lại không ai thấu hiểu, thì bản thân cũng chẳng vì thế mà buồn chán. Đây chính là phong thái của người quân tử. 14. Ngôn tất tín, hành tất quả, theo Luận Ngữ. Lời nói ra nhất định phải giữ chữ tín, việc đã xác định làm, nhất định phải kiên trì làm cho được. 15. Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên, trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi, theo Luận Ngữ. Ba người ở cùng nhau ắt có một người là thầy của mình, trong đó có một người đáng để ta học một phương diện nào đó, ta chọn điểm tốt của họ mà học.
nhìn điểm xấu của họ mà tránh. 16. Quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân. Theo luận ngữ, quân tử tự trách mình, nhìn thiếu sót bản thân, tìm ra vấn đề, tiểu nhân bới lông tìm vết, luôn tìm lỗi của người khác. 17. Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích. Theo luận ngữ, người quân tử tấm lòng rộng mở, tư tưởng thanh tịnh, cử chỉ hành động cũng an nhiên tự tại. Tiểu nhân thì tâm tư tạp niệm, lo lắng sợ hãi, sợ gánh trách nhiệm, hành động thì vội vàng hấp tấp, đứng ngồi không yên. 18. Bất oán thiên, bất ưu nhân. Theo luận ngữ, trong bất kể khó khăn cản trở nào cũng không trách trời oán người. 19. Bất thiên nộ, bất nhị quá. Theo luận ngữ, phạm phải sai lầm không được oán trách người khác, càng không được tái phạm lần sau. 20. Đức bất cô, tất hữu lân. Theo luận ngữ, người có đạo đức sẽ không cảm thấy cô đơn. Đức ở đây có nghĩa là người có đạo đức, bất cô chính là không cảm thấy cô đơn, có nghĩa là người có đạo đức sẽ không cảm thấy cô đơn. 21. Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu. Theo luận ngữ, việc nhỏ không nhẫn át hỏng việc lớn, là người cần phải kiên trì với mục tiêu của mình, dù lớn dù nhỏ cũng không được bỏ giữa chừng. 22. Tiểu nhân chi quá giã tất văn. Theo luận ngữ, kẻ tiểu nhân thường hay ngụy biện sai lầm của mình. 23. Quá năng bất cải, thị vi quá hỷ. Theo luận ngữ, sai mà không sửa mới là sai thực sự. 24. Quân tử vụ bản, bản lập năng đạo sinh. Theo luận ngữ, người quân tử chăm chú vào việc gốc, gốc mà vững thì đạo đức tự nhiên cũng sinh ra. 25. Quân tử sỉ kỳ ngôn nhi quá kỳ hành. Theo luận ngữ, người quân tử cho rằng nói nhiều mà làm ít là điều đáng hổ thẹn. 26. Tam tư nhi hậu hành. Theo luận ngữ, trước mỗi lời nói, việc làm đều cần phải suy xét cho thấu đáo mới được nói, được làm. 27. Đa hành bất nghĩa tất tử tế. Theo tả truyện, làm nhiều việc ác sau này ắt tự hại mình. 28. Nhân thủy vô quá, quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên. Theo tả truyện, làm người ai mà không từng phạm sai lầm, chỉ có sửa đổi lỗi lầm mới là người tốt. 29. Bất dĩ nhất sảnh yểm đại đức. Theo tả truyện, khi đánh giá một người, không thể vì một chút sai lầm của họ mà gạt bỏ những điều tốt của họ được. 30. Nhân nhất năng chi, kỷ bách chi. Nhân thập năng chi, kỷ thiên chi. Theo Trung Dung, người khác cần một lần là học thông, nếu như mình cần 100 lần mới học được thông cũng nhất định phải học. Người khác mất 10 lần để học thông, mình mất 1000 lần cũng nguyện học cho thông. 31. Chi sỉ cận hô dũng. Theo Trung Dung, biết thế nào là hành vi liêm sỉ chính là biểu hiện của lòng dũng cảm. 32. Dĩ ngũ thập bộ tiếu bách bộ. Theo Mạnh Tử, chớ cho rằng bản thân mình mắc sai lầm ít hơn người khác, khuyết điểm của tự thân ít hơn người khác mà dương dương tự đắc. 33. Quân tử mạc đại hồ giữ nhân vi thiện. Theo Mạnh Tử, sức mạnh lớn nhất của người quân tử chính là dùng phẩm đức cao thượng và lòng nhân nghĩa của mình để đối đãi người khác. 34. Nhân giai khả dĩ vị nghiêu thuấn. Theo Mạnh Tử, chỉ cần chịu khó nỗ lực, ai cũng có thể trở thành những bậc thánh nhân như Nghiêu Thuấn. 35. Thiên trượng chi đề, dĩ lâu nghĩ chi huyệt hội. Bách trượng chi thất, dĩ đột khích chi yên sở. Theo Hàn Phi Tử, đê dài nghìn trượng có thể chỉ vì tổ kiến mà vỡ, lầu cao trăm trượng có thể vì khe hở ống khói mà tàn lụi. 36. Ngôn chi giả vô, văn chi giả túc dĩ giới. Theo Thi Tử, người đưa ra ý kiến phê bình không có tội, nghe người khác phê bình cần thận trọng nhìn lại bản thân, nếu đúng thì sửa, nếu sai thì coi như đó là lời khuyến cáo. 37. Lương dược khổ ư khẩu nhi lợi ư bệnh, trung ngôn nghịch ư nhĩ nhi lợi ư hành. Theo Khổng Tử, gia ngữ, thuốc tốt tuy đắng miệng nhưng lợi cho bệnh, lời thật khó nghe nhưng tốt cho hành động. 38.
Lương Ngôn Nhất Cú Tam Đông Noãn, Ác Ngữ Thương Nhân Lục Nguyệt Hàn, Theo Ngạn Ngữ Nhà Minh. Một lời nói thiện ấm ba đông, ác ý một câu lạnh sáu tháng hè. Một lời nói thiện có thể khiến cho người nghe cảm thấy muôn phần ấm áp, một câu nói sát thương lại có thể làm cho người khác đau lòng tựa như mùa hè mà vẫn thấy giá băng. 39. Thiên Kinh Vạn Điển, Hiếu Đễ Vi Tiên, theo Tăng Quảng Hiền Văn. Đạo lý giảng trong trăm ngàn kinh điển thì hiếu kính cha mẹ, yêu thương huynh đệ bạn bè vẫn là việc đứng đầu. 40. Thiện ác tùy nhân tác, họa phúc tự kỷ chiêu, theo Tăng Quảng Hiền Văn. Việc tốt hay xấu đều cho tự mình tạo, là họa, là phúc ấy tự mình mời. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ. Biết sớm những điều này, cuộc sống của bạn nhất định sẽ dễ thở hơn, sự nghiệp ngày càng hanh thông, công danh thành toại. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like, chia sẻ video và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi mỗi khi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.